Thời gian qua, mô hình nuôi cải lồng trên sông Bồ đã góp phần phát triển kinh tế cho hàng trăm hộ dân các địa phương. Thời điểm giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn là cơ hội để người dân có thêm một khoản thu nhập đáng kể khi lứa cả thương phẩm đã sẵn sàng để xuất bán ra thị trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là mô hình nuôi cải lồng trên sông Bồ của hộ ông Nguyễn Công, đoạn qua địa phận phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, đang bước vào thời kỳ thu hoạch với số lượng 8 lồng cá, bình quân từ 250 đến 300 con cá một lồng. Nuôi cá lồng trên sông Bồ là một trong những phong trào được bà con nông dân xây dựng và phát triển trong những năm gần đây. Theo ông Công, nếu thuận buồm xuôi gió, sau 18 tháng thả nuôi, sản lượng cá có thể đạt được 1 tấn một lồng, với mức thu nhập từ 60 đến 65 triệu đồng một lồng. Dự kiến số lượng cá lồng này sẽ được xuất bán trong dịp Tết Giáp Thìn. Về cá lồng này, mà nói chung riêng trong gia đình, thì bốn cha con nuôi là 8 lồng. Thì trong 2022 thì nói chung là có xuất được 3 lồng là lồng cũng trên tận hết. Và Tết này thì nói chung là dự kiến Tết này là xuất khoảng 4 lồng. Anh Quân Long này mà nếu xuất trên 1 tấn thì cả bữa này bán là khoảng số 2. Nhưng mà trên tận tầng 1, tầng 2 là bán thường thường là khoảng 65 đến 70 triệu. Hiện trên địa bàn phường Hương Xuân có khoảng 230 hộ nông dân tham gia nuôi cá lồng với số lượng gần 350 lồng nuôi trải dài trên diện tích 6,6 nghìn mét vuông mặt nước thuộc lưu vực sông Bồ. Phần lớn cá khô thả nuôi chủ yếu là cá trắm cỏ. Sau một năm thả nuôi, bình quân ước đạt từ 7 đến 8 tạ một lồng. Những hộ nuôi kéo dài thời gian có thể lên đến 1 tấn một lồng. Với giá bán từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng một kg, cho thu nhập từ 55 đến 60 triệu đồng một lồng. Từ mô hình trên đã giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống kinh tế của các hộ dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần ổn định cuộc sống. Hội nông dân phường thì cũng kiến nghị đối với các cấp, các ngành thì quan tâm giúp đỡ thêm về công tác, nói chung là giải ngân vay vốn cho bà con để có thêm nguồn để mà phát triển, cũng như là tổ chức các tập huấn khoa học kỹ thuật ngày càng nhiều hơn để nâng cao nhận thức cho bà con. Quan trọng nhất là cái vấn đề mà liên kết tiêu thụ, liên kết kết nối cái tiêu thụ đầu ra cho bà con ngày càng ổn định hơn. Năm 2023, Hương Trà đã thả nuôi với số lượng hơn 1.000 lồng cá trên sông Bồ, tập trung chủ yếu ở các xã, phường Hương Vân, Tử Hà, Hương Xuân và Hương Toàn. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hương Trà đã triển khai xây dựng mô hình nuôi cá trắm giòn trong lồng tại phường Hương Vân, Hương Xuân. Với mục đích của mô hình là tạo ra sản phẩm cá chất lượng cao, phát triển bền vững, đảm bảo hiệu quả kinh tế cho người nuôi cá. Đến thời điểm này, cá lồng đang chuẩn bị bước vào thời kỳ thu hoạch với sản lượng lên đến hàng trăm tấn cá. Đây là dịp để đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng trong dịp Tết Giáp Thìn, nhất là sản phẩm đặc sản cá trắm giòn được các hộ dân nuôi bằng đầu tằm của Úc. Qua cái hiệu quả đem lại thì chúng tôi nhận thấy là tiếp tục duy trì và phát triển. Và trên cơ sở chỉ đạo và thực hiện các cái nghị quyết phát triển kinh tế thì trong đó việc nuôi cá lồng thì hội nông dân cũng đã cùng với các cơ quan chức năng xây dựng các cái biện pháp để mà phát triển cái ngành nuôi, đặc biệt là tăng cường cái công tác tập huấn cho hội viên nông dân ở các vùng có cái diện tích nuôi cá lồng lớn và chuyển giao kỹ thuật cùng với các cái trung tâm khuyến nông, khuyến ngư rồi kể cả các cái nhà khoa học để đem lại cái hiệu quả kinh tế cao. Có thể khẳng định mô hình sinh kế bằng nuôi cá lồng đã khai thác hiệu quả lợi thế diện tích mặt nước của lưu vực sông Bồ và nguồn thức ăn tự nhiên, tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho cả hộ nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian tới, chính quyền địa phương các cấp cần thực hiện tốt kế hoạch sắp xếp lồng nuôi cá trên sông Bồ tinh gọn, đảm bảo theo lộ trình của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thị xã. Qua đó, hội nông dân thị xã Hương Trà cũng khuyến cáo người dân cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của mô hình, không phát triển thêm lồng nuôi mới.